con này này gọi là cá bà sừng, nhiều nơi gọi là cá bà giấy, cá bà da các kiểu. Con này khá bự đó, ăn cơm mới ghê chứ. À, đang mùa cơm nha cả nhà. Nhà nha. Hôm nay mình lại đi câu trên một bè tôm hùm khác ở Phú Dương, sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Đây một bè nuôi hầu. Bè này chỉ là chuyên nuôi hầu cho tôm hùm ăn thôi nha cả nhà. À, bây giờ bắt đầu mình buông cần câu cá đây. Cái gì á, rất là mê cái mồi rong này. Cái gì dòng dòng cá gì là nó chuyên ăn rong tảo biển mà. Nó thích là mồi, nó rất thích là rong. Thứ hai là cái món cơm. Rồi thứ ba là cái món mồi tôm á, mồi tôm 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 lọc, tôm thẻo rồi á. Nói chung là nó đói là cái gì nó cũng ăn hết. Rồi cơ bản là đã xong rồi cả nhà. Xong một cái rừng câu bằng mồi rong, bây giờ mình thả xuống nha, khi nào cá đang mình giật quay cho cả nhà xem nha. Là mình đã làm xong một cái rừng rồng thứ hai này nha cả nhà. Rồng tiếp. Câu một cơm nữa nha. Cơm nữa nha. Mồi cơm bóp chung với con rút. Nhiều nơi gọi là con tép đó cả nhà. Sâu quá. Cái gì ta? Dính. Ui cái bà già. Cái bà sừng dã man. Nó Phi. Đây là con cá bà sừng nha cả nhà. Cái bà sừng. Dạ, bự dạ. Đây là cá bà sừng nha cả nhà. Nó bị ngược sáng. Quá bự luôn. Con này này gọi là cá bà sừng nhiều lắm.
con cá móm. Bây giờ nổi quá trời luôn cả nhà. Mình đang theo hai con rong ngâm nhưng mà từ sáng đến giờ còn nguyên rong luôn, nghĩa là ở đây không có cái gì à. Bây giờ đến chiều mình sẽ câu cá ở thằng đáy. Thằng đáy là bao gồm cái liệt nè, cái móm nè, cái táo nè, cái lù nè. Cái lù là nó lớn lên thành con cá gáy á cả nhà. Dính cái gì đây? Ôi giời. Câu được cái móm. Không phải. Cá táo. Cá này ở đây gọi là cá táo nha cả nhà. Đó, gọi là cá táo. Không biết ở địa phương khác gọi nó tên gì. Nhưng mà mình dân câu ở mình đó hay gọi nó là cá táo. Dính. Trời ơi. Bây giờ bé tiệu rồi. Nãy giờ giật không dính luôn. Chán. Không hiểu luôn cả nha. Con này chích thôi đẹp luôn. Khẽ bẹp ra cho. Không hiểu sao mùa này mà còn cái già bé vậy cả nhà. Xíu luôn. Thả đi cho nó lớn. Con này chích đau ghê lắm. Mới bắt được con vú nàng cả nhà. Gọi là vú nàng, cũng có thể gọi là bào ngư. Mình ở mình hay gọi là con vú nàng. Có lấy nét gì ta? Cầm để chơi vui thôi, thả xuống. Thả lại cho nó sống. Đường con cá bò bạch sừng với mới cái móm, cái táo, không cái liệt rồi. Chào cả nhà nha. Hầu với 3 kg bánh tráng, con bánh tráng nè. Con này nướng ăn nè. Còn hàu thì mình làm cái món hàu, thì mình làm món hàu nhúng xẻ nha cả nhà. Hàu nè, hàu đây là hàu thiên nhiên luôn chứ không phải là hàu nuôi nha. Rồi như vậy là đã xong cái món, chuẩn bị xong cái món hàu nhúng xẻ nha cả nhà. Đây là món nước dùng gồm nước xẻ và bột ngọt, cũng hai muỗng cà phê bột ngọt. Và đây là cái món muối ớt dẻo để chấm hàu cả nhà. Tỷ lệ muối là 1 muối, 3 đường và ớt tùy vào cái sở thích ăn cay của cả nhà nha. Hàu, đây là hàu thiên nhiên chứ không phải là hàu nuôi cho nên nó rất là ngon. Đây là món cá bà già mình câu hồi trưa nha cả nhà.
Kế bà dê mình câu hồi trưa á, giờ mình nướng mọi luôn. Đây là món bánh tráng, cái con bánh tráng á, nướng nướng than. Bánh tráng hồi chiều mình mua 3 kg, nó rất là mỏng. Kế bà dê mình trở qua nha. Mình có thể gọi nó là cá bà sừng cũng được, bởi vì trên đầu nó có một cái sừng nữa. Đây, đây là rổ cơm bánh tráng, người dân họ gọi nó là bánh tráng, mình không biết tại sao nha, nhưng mà nó cũng giống bánh tráng thiệt, nó cong 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 cong. Rồi xíu nữa chín mình sẽ cho cả nhà xem bên trong cái ruột bên trong của con bánh tráng như thế nào nha. Thơm quá thơm luôn. Giỏi nha. Con heo thằng hầu này như con sữa không à, mập ú nào ú nằng luôn. Hôm nay ăn thử con không nha, heo mập ú hơn hầu sữa trắng nõn nè. Rồi, mời cả nhà nha. Trời, cũng ngon dễ ăn. Ngọt, đúng, hồi còn đúng ngon luôn á. Rồi, nướng. Nướng chín rồi. Rồi, mập bố hồ luôn. Mày này có con cua ở trong rồi chứ. Nhưng con cua sống ký sinh nữa. Con cua sống ký sinh nữa. Cua chút xíu xíu rồi. Rồi mình ăn thử nha. Dẻo nè, ngon, lột da ra trời, thịt trắng nõn ngon không. Trời, dài ngon.